walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Xin chào các bạn ha, đây là chiếc quay Y125. Vừa đến shop mình độ những món đồ chơi chuyển cho xe. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái bộ mạch tắt mở đèn 3 giây ha, bằng cái nút công tắc vaccine này. Cái nút công tắc này đã được thay thế và thay thế luôn cái bộ, lắp thêm cái bộ mạch tắt mở đèn ở phía bên trong cái đầu đèn này ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên. Bình thường thì cái xe này nó sẽ không có cái công tắc tắt mở đèn ở đây. Thì mình đã độ một cái mạch tắt mở đèn tích hợp với lại công tắc vaccine. Rồi thì khi mà các bạn muốn mở đèn, các bạn chỉ cần nhấn giữ 3 giây nút vaccine này nó sẽ mở đèn ha. Rồi bây giờ là trạng thái đèn xe đang mở ha. Mình sẽ nhấn giữ 3 giây công tắc vaccine nè. Nhấn giữ 3 giây đèn sẽ tắt. Rồi nhấn giữ 3 giây đèn sẽ mở ha. Rất là đơn giản. Còn các bạn muốn đá vaccine nè thì mình sẽ nhấn xuống. Đó, nhấn xuống thả ra. Nhấn xuống thả ra vậy nó sẽ vaccine ha. Rồi, bây giờ mình tắt đèn nè, nhấn giữ 3 giây nó tắt. Rồi, vaccine thử rồi. Đó. Tắt đèn thì vẫn vaccine được ha. Đó. Rồi, đó là cái bộ mạch tắt mở đèn tích hợp công tắc vaccine trên cái xe quay Y125 này ha. Ở Việt Nam mình còn gọi là xe future led nha các bạn. Hay là xe nhập thì nó có tên gọi là quay Y ha, quay Y125. Xe Việt Nam mình gọi là Future các bạn. Rồi, trên cái xe này còn được trang bị thêm hệ thống phanh heo dầu Rambo 2 bích, cộng dây dầu, bấm đầu e cộng với lại ngắt dầu luôn. Cái ngắt dầu này nó rất là hay ha các bạn. Khi mà mình tháo heo dầu này ra, mình chỉ cần rút cái dây này ra, mình chỉ cần nhấn xuống tháo cái này ra, tháo cái ngắt dầu này ra, thì khi mà mình tháo ra sửa chữa hay gì đó mình không cần phải canh dầu lại. Ở phía trên thì trang bị tay thắng Rambo RCS14 nha các bạn. Phía bên trong này là cùm tăng tốc Domino, hàng chính hãng luôn ha. Bao tay Raven. Cái bao tay này mình có rất là nhiều màu ha, thì chủ xe chọn màu đỏ để nó phù hợp với lại những cái như là yên xe nè, rồi những cái option màu đỏ nó đồng bộ nhau rất là đẹp ha. Phía bên ngoài này cũng có trang bị thêm một cái gù carbon đó. Tổng thể cái xe nhìn rất là hài hòa ha. Rồi phía bên đây thì trang bị một cái kiếng kiểu Rizoma hình chiếc lá đó. Rồi sơ sơ thì những cái món đồ chơi này được lắp trên xe quay Y nhìn rất là đẹp ha các bạn. Phía sau này là cuộc Racing Boy. Chủ xe chọn dòng cuộc không có bình dầu ha. Rồi anh em nào có nhu cầu dọn kiểm cho xe thì hãy ghé mà chiếc shop nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.